Hello anh em, lại là em Chiến Hà đây. Hôm nay thì em lại hứa như lời hứa thì em lại lên em sell cho mọi người một vài cây đàn classic và acoustic luôn. Hôm nay thì em hứa em sẽ lên khoảng độ 3 cái video ngắn và mỗi video sẽ là một cây cho mọi người. Hôm nay trên tay em đây là một cây Matsuka M60 dòng tem mới nha mọi người. Đây cái tem đấy nha. Tình trạng cây đàn này là zin nguyên bản 100% nha. Không bị lỗi lầm bất cứ một cái gì. Cần thẳng và action thấp, xương dưới còn rất là cao này. Đó. Cây này thì bình thường hiện nay cây này giá thị trường nó dao động khoảng từ 10 triệu rưỡi, khoảng 10 triệu rưỡi. Thì hôm nay cây này trên video em sẽ ưu tiên em để cho mọi người với giá 7 triệu rưỡi nha. 7 triệu rưỡi, Matsuka M60. Cây này thì tình trạng của nó còn khoảng độ nhưng mà nó còn khoảng độ 93 94% nữa. Nói chung mà mặt rất là đẹp này, riêng cái mặt thì rất là đẹp nhá. Mặt rất là đẹp. Lưng hồng. Lưng đẹp, hông này cũng khá là đẹp đó nhá, gần như là không có vết xước, chảy xước nào đáng chú ý. Và cây này thì cái cần này do người ta chơi nhiều nó hơi mờ chút xíu ấy, nó hơi mờ chút xíu, nhưng mà đổi lại thì cây này là dòng đời trước, nó được một bộ khóa đúc cực kỳ xịn này. Cái khóa này là khóa tay ngọc đời cao nhá. Thường thường thì mọi người mua M80 với cả M100 thì mới được cái khóa này. Đầu cần đặc thù của Matsuka thì rất là đẹp nhá, nó có làm thêm cái viền chạy xung quanh đây rất là đẹp này. Cây này thì là size size classic chuẩn 650 và cần là 52 nha mọi người, size classic chuẩn nha. Cây này thì hôm nay là có giá là 7 triệu rưỡi. Bình thường thì em đang bán như mấy bữa trước em đang bán là 8 8 triệu rưỡi thôi. Mà hôm nay em sẽ ưu tiên em để cho mọi người 7 triệu rưỡi nha. Rất là đẹp. Em test âm qua một chút thôi. Con này tiếng rất là nổ luôn. Cây này là nếu anh em nào mà thích chơi dòng Matsu tiếng nổ với giá 7 triệu rưỡi thì cây này quá là rẻ luôn. Cây này thì nó có đi kèm một cái hộp cứng luôn nha mọi người, nhưng mà cái hộp nó không được đẹp cho lắm rồi, nhưng mà là hộp xịn của Nhật nha. Hộp cứng màu nâu luôn. Đây, cái hộp của nó này mọi người. Đó, hộp cứng màu nâu rất là xịn. Cái này thì bảo quản rất là ok nha. Bên Nhật cái hộp này thì người nó zin đầu lúc đầu nó có bị chóc ấy, mà cái người bên Nhật người ta không biết cách dán nữa, nên nó không được đẹp thôi. Chứ cái hộp thì cực kỳ xịn luôn. Anh em theo dõi những video tiếp theo của em ở sau thì mọi người nhớ follow kênh ủng hộ em những video tiếp theo nữa. Xin chào mọi người.